Ây da, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà có tiền mua GoPro mà lại quên vật chống rung. Trời ơi, biết bao nhiêu video của mình đi chơi quay bây giờ nó chật tung đùng 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 này. Trời ơi, xin lỗi các bạn, để các bạn xem cái đoạn đầu của video này nha. Bây giờ mình phải tìm cách xử lý cái đống video này đây. Thì mình cũng có tìm hiểu qua các phần mềm có khả năng chống rung như là Premiere Pro, DaVinci Resolve, mà những cái phần mềm này thì nó yêu cầu cấu hình máy tính mạnh lắm, mà máy tính mình thì yếu, giờ mà sử dụng phần mềm này nó lag lắm. Thì trong quá trình mình đi tìm hết cái này đến cái nọ thì mình tìm ra được một phần mềm free nhá, free hoàn toàn luôn, và nó xử lý chống rung cực kỳ bá đạo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn và cũng như là giới thiệu phần mềm có tên là CapCut. Đầu tiên á, các bạn vào trang web là capcut.com nè, các bạn vào phần này download for Windows nè, là các bạn download phần mềm này về các bạn cài. Phần mềm này nó dễ cài lắm, các bạn cứ bấm install next next là được rồi. Mình đã cài rồi thì nhấp vào download thì nó sẽ mình đã download mấy cái này rồi nha. Rồi phần mềm mình cài xong đây nè, rồi bây giờ mình khởi động phần mềm lên nha. Thì giao diện đây là phần mềm của mình, vì mình có setting trước hết rồi nên nó có đây, có đăng nhập tài khoản của mình đây rồi nè. Thì đầu tiên các bạn chọn start reading nè đó, xong ở đây nó có chỗ import thì các bạn chọn đường dẫn đến cái file mà các bạn cần chống rung á, rồi các bạn chọn ở đây. Đây video này mình cần chống rung nè, open nó lên, các bạn kéo cái file video này vào timeline nè. Bên đây nó sẽ có một cái Stabilize này, cái này là cái dùng để chống rung á, thì các bạn chọn vào đây. Nó hiện trên đây nó đang bắt đầu chống rung cho cái video này của mình. Mình sẽ play thử. Nó đang bắt đầu chống rung á, nó hơi lag chút xíu. Thì để cho cái này nó chuyển sang performance để nó chống rung cho nhanh nha. Để chất lượng cao nó chống rung hơi lâu, máy mình hơi yếu nữa. Rồi đoạn này mình sẽ thu nhanh nhé để nó áp ly cái phần chống rung này. Đây là video trước khi giảm rung. Còn đây là video sau khi giảm rung. Các bạn đã thấy sự khác biệt chưa? Đây là một phần mềm miễn phí đấy. Nếu mà các bạn hay sử dụng TikTok hay Instagram thì các bạn quá quen với phần mềm này rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ mình mới dùng phần mềm này để chống rung thôi, và thấy nó thực sự là rất là tốt luôn. Nó miễn phí mà nó chống rung như vậy là quá bá đạo rồi. Thì nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy like, share cũng như subscribe kênh của mình và nhấn cái chuông bên cạnh để nhận những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Bye.